Kiều Anh và Thúy Vi xin gửi lời chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng mỗi ngày, cập nhật các tin tức, kiến thức hữu ích trên lĩnh vực nông nghiệp. Quý vị có thể theo dõi lại các thông tin đã phát sóng và tương tác với chúng tôi trên fanpage Truyền hình Lâm Đồng. Và sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Nông dân Gia Lâm Lâm Hà tái canh vườn cà phê với giống chín muộn TR14, TR15. Mười hai huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiến hành kê khai, báo cáo tình hình và đề xuất vùng phù hợp phát triển nghề nuôi chim yến. Hưng Yên trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nhãn lồng Hưng Yên cho 60 đơn vị và cá nhân. Quảng Nam tìm hướng tháo gỡ những rào cản khi trồng sâm dưới tán rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Thưa quý vị và các bạn, từ một vườn cà phê già cỗi năng suất thấp, chủ của khu vườn này đã ghép tái canh vườn cà phê với giống mới. Ưu điểm của giống cà phê mới này là chín trễ hơn so với chín vụ từ 1 cho tới 2 tháng, tức là sau Tết Nguyên Đán thì vườn cà phê mới bắt đầu cho thu hoạch. Dù chín muộn hơn nhưng năng suất của vườn không thay đổi, thậm chí còn cao hơn, chất lượng quả lại đồng đều. Do không chín vào mùa mưa nên hạn chế được tình trạng rụng trái. Mời quý vị cùng chúng tôi đến tham quan khu vườn này ngay sau đây. Ông Nguyễn Đăng Thiệp ở thôn Quang Trung 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà có vườn cà phê 6,5 sào đang vào vụ kết trái. Đây là diện tích tái canh của gia đình từ vườn cà phê giống cũ. Vụ năm ngoái, vườn của ông thu được tới 4 tấn nhân, năng suất đạt khoảng 6 tấn một hecta. Đặc biệt, vườn cà phê của ông Thiệp cho thu hoạch rất trễ, tới sau Tết âm lịch, trong khi hầu hết các vườn cà trong xã đã thu vào tháng 11-12 dương lịch. Bởi vậy, việc thu hoạch của gia đình ông cũng nhàn hơn, gọi công dễ, giá công hái cũng thấp hơn nhiều so với vụ chính. Theo ông Thiệp, giống cà phê siêu trễ có kỹ thuật chăm bón giống với các giống cà phê nông dân đang trồng. Tuy nhiên, cuốn trái rất dai, ít rụng trái dù gặp phải trời mưa gió, thời gian neo trái cũng lâu hơn. Giống cà phê này có tên gọi là TR14, TR15. Đây là hai chủng Robusta có trái đều, thời gian thu hoạch muộn, chín đều, tiện lợi cho việc thu hoạch của nông dân vùng Tây Nguyên. Và trong mục đồng hành cùng nhà nông ở phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về giống cà phê mới này và hiệu quả mang lại trong thực tế ở những vườn trồng mới lẫn vườn tái canh tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Còn đây là hình ảnh của những nhà nuôi chim yến ở huyện Đà Oai. Đây là địa phương có số lượng nhà nuôi chim yến lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Theo thống kê, hiện nay Đà Oai có 162 nhà nuôi chim yến. Theo đó, địa phương này cũng đã đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vùng nuôi chim yến tại 7/7 xã của huyện. Cụ thể, toàn huyện có 162 nhà yến đã đi vào hoạt động với 127 hộ nuôi, trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Madagui và thị trấn Madagui. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện Đà Oai, trong những năm gần đây, số lượng nhà yến tăng rõ rệt. Trước năm 2018, toàn huyện có 15 nhà yến. Từ năm 2018 đến nay đã tăng thêm 147 nhà yến, chủ yếu tăng mạnh từ năm 2018 đến năm 2020. Trong đó, phần lớn cơ sở nuôi chim yến nằm xen lẫn trong khu dân cư khoảng 90%. Có một số nhà yến được xây dựng trên nhà ở của người dân. Hiện nay, huyện có hai thị trấn, gồm thị trấn Madagui và thị trấn Đạm Ri là vùng cấm chăn nuôi theo nghị quyết số 185 ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đà Oai đề xuất vùng nuôi chim yến là 7/7 xã của huyện, gồm Madagui, xã Đà Oai, xã Đạ Tồn, xã Hà Lâm, xã Đạp Loa, xã Đoàn Kết và xã Phước Lộc. Vị trí xây dựng nhà nuôi yến phải đảm bảo cách khu dân cư từ 300m trở lên. Vâng, hiện nay không chỉ riêng huyện Đà Oai mà 11 huyện thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh đều đã hoàn thành việc kê khai, báo cáo tình hình phát triển nuôi chim yến ở địa phương mình theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tổ chức tuyên truyền và vận động người dân không săn bắt tiêu thụ chim yến, hướng dẫn các cơ sở thực hiện vệ sinh thú y, xây dựng vùng cơ sở chăn nuôi chim yến an toàn dịch bệnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc, giám sát an toàn thực phẩm để đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm tổ yến. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Từ thực tế, nghề nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phát triển mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế nhất định cho người chăn nuôi. Theo số liệu báo cáo từ các địa phương, đến tháng 6 năm 2023, nghề dẫn dụ gây nuôi chim yến đã phát triển tại 10 địa phương trong tỉnh với tổng số 482 cơ sở nuôi chim yến,
Số lượng nhà yến là 586 nhà yến, khoảng 72.500 m² diện tích sàn nuôi yến. Quy định vùng nuôi chim yến nhằm khắc phục tình trạng phát triển nuôi chim yến tự phát, tràn lan, hạn chế ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước và địa phương trong việc quản lý hoạt động nuôi chim yến. Đồng thời, phát huy lợi thế của các địa phương phát triển nghề nuôi chim yến, kiểm soát tốt dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến trên địa bàn toàn tỉnh. Thông tin cập nhật ở một số địa phương khác trong cả nước sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị, mới đây, Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm và trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng đã có 60 tổ chức và cá nhân được cấp quyền chỉ dẫn địa lý nhãn lồng Hưng Yên tại hội nghị này. Được cấp quyền chỉ dẫn địa lý nhãn lồng Hưng Yên sẽ là cơ hội để cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm nhãn lồng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá chất lượng và thương hiệu, kích cầu tiêu thụ sản phẩm trong nước và có thể hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Đồng thời khẳng định việc bảo hộ toàn diện các chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm nhãn lồng và các sản phẩm chế biến từ nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên. Năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ đã công nhận chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho các sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. Từ khi có chỉ dẫn địa lý đến nay, vị thế của nhãn lồng Hưng Yên đã từng bước được khẳng định không những tại thị trường Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Được biết, tỉnh Hưng Yên hiện có 5.000 hectare trồng nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng gần 4.800 hectare. Từ lâu, nhãn lồng đã thực sự trở thành thương hiệu của mảnh đất Phố Hiến, và chính đặc sản này đã góp phần quảng bá, giới thiệu với người tiêu dùng trong và ngoài nước về những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hưng Yên. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum cũng vừa trao quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho hai sản phẩm sâm củ của hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này. Là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể phát triển sâm Ngọc Linh, đây là lần đầu tiên tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận đối với sản phẩm này. Trong đợt này, công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho 10.000 sâm củ với độ tuổi lớn hơn 10 năm, địa điểm tại xã Măng Ri, huyện Tumorong. Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum sẽ phát hành, quản lý và cấp tem cho doanh nghiệp theo số lượng sâm củ được khai thác. Doanh nghiệp thứ hai là công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Tumorong Kon Tum được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho 2.200 sản phẩm sâm củ độ tuổi lớn hơn 6 năm. Địa điểm là tại xã Ngọc Lây, huyện Tumorong. Việc quản lý sử dụng tốt chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh vừa để xây dựng và cũng là để bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum. Hiện nay Kon Tum có hơn 1.700 hectare trồng sâm Ngọc Linh ở hai huyện là Tumorong và Đắk Lây. Cây sâm Ngọc Linh phải được trồng ở độ cao từ 1.200 mét trở lên và dưới tán rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thì mới bảo đảm được dược tính cũng như sự sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên theo luật lâm nghiệp thì rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thì không được tác động. Vâng, đúng là như vậy đó quý vị. Và trong thực tế thì điều này đã gây ra rào cản cho người dân và doanh nghiệp khi tổ chức trồng cây quốc bảo của Việt Nam. Là một trong những doanh nghiệp trồng sâm ở đỉnh núi Ngọc Linh, Sâm Sâm Group may mắn khi có khoảng 5 hectare nằm ngoài ba loại môi trường được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trước những quy định về luật lâm nghiệp, đơn vị này đã tháo gỡ, di dời phần lớn trang thiết bị ra khỏi rừng đặc dụng, đồng thời đưa nhà ươm cây sâm con ra khỏi bìa rừng và tìm các loại vật liệu như gỗ, tre để thay thế khung đỡ của mái che vườn sâm. Hiện nay, huyện Nam Trà My đã dừng việc cho thuê dịch vụ môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh, vận động người dân, doanh nghiệp tháo dỡ vật liệu không thân thiện với môi trường ra khỏi rừng. Nếu trồng một cách hoang dã, tự nhiên thì sâm sẽ gặp nhiều dịch bệnh. Mục tiêu đến năm 2030, đạt sản lượng hơn 300 tấn sâm mỗi năm theo đề án chương trình sâm Việt Nam khó đạt được. Để phát triển thành một ngành công nghiệp sâm với cây sâm Ngọc Linh là chủ lực, thì Quảng Nam rất cần tháo gỡ những rào cản khi trồng sâm dưới tán rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ phát triển dược liệu, nhất là cơ chế tiếp cận vốn vay ưu đãi để khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư mở rộng phát triển dược liệu nói chung và sâm Ngọc Linh nói riêng. Đặc biệt, phải có công nghệ chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm của sâm Ngọc Linh. Thưa quý vị và các bạn, cứ đến mỗi vụ thu hoạch cà phê vào cuối năm, những khó khăn về thời tiết, về nhân công hái đều gây sức ép lớn đến với người nông dân. Làm sao để kéo giãn vụ cà phê là câu hỏi lớn và là mong đợi của nhiều nông hộ trồng cà phê ở Lâm Đồng. Hai giống cà phê chín muộn TR14 và TR15 do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Acamac thử nghiệm và đưa vào sản xuất đại trà. Ghi nhận tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, giống cà phê mới này đã góp phần giúp nông dân giảm sức ép vụ thu hoạch với nhiều ưu thế vượt trội khác.
Ông Đoàn Mạnh Trình, Phó Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu cà phê Tám Trình, doanh nghiệp trồng, thu mua và xuất khẩu cà phê lớn trên địa bàn huyện Lâm Hà, cũng đồng thời là một nông dân của xã Gia Lâm. Ông chính là người đầu tiên trồng thử nghiệm giống cà phê siêu trễ này theo một dự án của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Ecamart. Theo ông Trình cho biết, năm 2019, Viện Ecamart mang sang địa bàn xã Gia Lâm trồng thử nghiệm hai giống cà phê siêu trễ có tên gọi là TR14 và TR15. Đây là hai giống cà phê vối có trái đều, thời gian thu hoạch muộn, chín đều, tiện lợi cho việc thu hoạch của nông dân vùng Tây Nguyên. Vì nhiều lý do, ông Trình là một trong những người thử nghiệm trồng giống cà phê này. Vì trồng từ cây ghép, thời gian sinh trưởng cần 3 năm, nên niên vụ năm 2022, ông Trình mới thu được vụ đầu tiên. Viện Ecamart có tặng cái giống này và trồng thử nghiệm đến năm ngoái là đã cho một cái thu hoạch, được cái kết quả nó phải nói là ngoài cái sự mong đợi. Quả chín to đều, không rụng mà nó cho vào cái thu hoạch và giữa cái tháng 2 của cái năm 2000 là nó vào đã hết cái vụ thu hoạch của cái vụ trước rồi. Đó mà cái trái nó to mà nó đều mà chín, nó không bị rụng. Điều đó một cái điều phải là mong muốn là bà con là giãn những cái kế hoạch trồng ra để có giãn được cái công thu hoạch và nó vào được cái thời tiết nó rất là tốt. Vụ thu hoạch cà phê nào, người nông dân cũng rất vất vả vì thiếu công lao động. Vì chỉ trong vòng 2 tháng, hàng ngàn tấn cà phê phải được hái, phơi sấy nên áp lực vào mỗi vụ cà phê đều rất lớn. Thêm vào đó, đây cũng là cuối mùa mưa, trái chín dễ rụng và gây khó khăn trong việc phơi cà phê. Không chỉ đối với các vườn cà phê trồng mới cho thấy hiệu quả. Tại một số vườn cà phê tái canh từ chồi ghép trên cây mẹ ở Gia Lâm cũng cho trái nhanh và năng suất ổn định. Đặc biệt là cây có cuống trái dai, ít rụng, thời gian neo trái trên cây khá dài, thuận lợi cho việc thu hái. Nếu mà nói về nhân ấy, thì của nó nhân rất đẹp. Tuy rằng là quả nó không to lắm nhưng mà nó mỏng vỏ. Cho nên là khi mà hái về mình cứ tưởng tượng là chỉ được khoảng 3 tấn rưỡi thôi của cái vườn này, nhưng mà nó thực tế nó xay ra được 4 tấn. Nhưng cái vỏ nó rất là mỏng. Cái thứ hai là cái này nó đặc điểm là nó chín muộn. Chín muộn thì coi như là khi phơi phóng rồi là thu hái nó rất là thuận lợi. Bởi vì là khi mà người ta hái hết rồi thì nhân công mình kêu nó rất là dễ. Đến thời điểm hiện tại thì cũng có khoảng chục hộ là đang thí điểm trồng cái giống cà chín muộn, cái giống cà TR14-15 này, thì bước đầu thì cũng cho thấy là đem lại cái hiệu quả kinh tế nói chung là cũng ổn định, và cái giống cà phê này thì nó được cái đặc thù là nó chín rất là muộn. Mà nó chín vào không phải cái thời điểm mùa mưa nhiều và không phải dồn dập. Chính khả năng neo trái lâu, chín trễ của hai dòng cà phê TR14 và TR15 này đã giúp cho người nông dân giải quyết được khâu khó khăn khi vào vụ cao điểm thu hoạch. Bởi vậy, nhiều nông hộ trong xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà khi tái canh vườn cũ hoặc trồng mới đều được giới thiệu giống cà phê chín muộn này như có thêm một sự lựa chọn hiệu quả. Những thông tin về giống cà phê mới được trồng thử nghiệm tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm đóng góp, chia sẻ thông tin liên quan đến các mô hình nông nghiệp hiệu quả và kinh nghiệm canh tác, xin gửi email về địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thưa quý vị và Kiều Anh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.